Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Gia giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, tuyên dương khen thưởng năm học 2022-2023. Dự buổi lễ, có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Lương Quyển Bình Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Phát biểu tại buổi lễ, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hướng Trần Chí Cường gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo trên địa bàn thành phố lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi cùng những thành tích mà các thế hệ giáo viên, học sinh toàn ngành đã đạt được. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hướng chia sẻ với những khó khăn, thách thức ngành đang phải đối mặt, đồng thời đề nghị ngành tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mong muốn buổi thầy giáo cô giáo tiếp tục nỗ lực là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Theo báo cáo của sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua ngành giáo dục thành phố có bước tiến tương đối toàn diện, mạng lưới các trường lớp từng bước được nâng cao, cơ sở vật chất trang thiết bị trong các trường học được tăng cường. Đến nay thành phố có 147 trường học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia đội ngũ dạy giáo và cán bộ quản lý được quan tâm bồi dưỡng đảm bảo về số lượng trên độ đào tạo cơ cấu hút bộ môn tỷ lệ dạy giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ đào tạo trên chuẩn cao tại buổi lễ 25 dạy giáo được tặng kinh hiệu dạy giáo tiêu biểu đà nẵng năm cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ hai cá nhân được tặng kinh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố nhiều cá nhân tập thể được tặng bằng khen của bộ giáo dục và đào tạo bằng khen cờ thi đua quỹ ba nhân dân thành phố